Hai người cô con là trò đùa hả? Mẹ à, mẹ biết con lo cho mẹ như thế nào không mẹ? Mẹ đem sức khỏe của mẹ ra lừa gạt con hả mẹ? Thư, em vui lắm hả? Em muốn mẹ anh bị ung thư thiệt để thỏa mãn chuyện đám cưới của em hả Thư? Em Duyên giỏi lắm đó, anh đã tin đó. Nè, con đừng có đổ thừa như vậy. Chuyện này tất cả là do mẹ, mẹ làm tất cả mọi chuyện đó. Đến bây giờ con vẫn nghĩ là mình làm đúng hay sao vậy? Miệng con thì nói là một lòng chịu ơn mẹ, rằng con làm tất cả vì mẹ, nhưng hành động của con thì ngược lại. Con có biết cảm giác của mẹ ra sao không? Hả? Con cứ nghĩ đi, có một người mẹ nào mà chấp nhận cho con trai của mình cưới một người bệnh tâm thần bất định không vậy? Rồi con sẽ sinh ra những đứa con như thế nào? Khờ khạo, mẹ chịu điều đó à? Mẹ làm ơn đừng có nói nữa được không mẹ? Mẹ nói điều đó không phải sao? Cho dù con có né tránh đi chăng nữa thì đó cũng là sự thật. Mẹ nói cho con tỉnh ngộ ra, tất cả những chuyện này là vì con. Vì con đó. Vì con hả? Mẹ giả bộ mình đi con lo lắng cho mẹ là vì con hả? Mẹ năm lần bảy lượt muốn con cưới Minh Thư cũng là vì con sao? Mẹ có bao giờ, có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con? Có bao giờ mẹ hỏi là con muốn cái gì không mẹ? Con nói gì? Cảm xúc của con hả? Con có nghĩ tới cái chuyện đau đớn là ba mẹ và em gái của con cùng mất trong ngày hay không? Con đã trải qua cuộc đời này với sự báo thù của con ra sao hả? Con có nghĩ là ai là người đứng sau lưng giúp đỡ con hay không? Con đã từng trải qua cảm giác đau thương tột cùng. Ta chết đi sống lại rồi mà con, thì bây giờ tại sao con lại không vượt qua cái cảm giác yếu đuối tổn con này chứ? Mẹ dạy con trở thành con người yếu đuối như vậy sao hả? Con chưa bao giờ là một người ủy mị hay yếu đuối. Con đã dành hết tuổi trẻ của con vào chuyện báo thù rồi. Con nghĩ đã đến lúc con có quyền được yêu mà mẹ. Con nói gì? Con nói lại một lần nữa đi. Con yêu ai? Con yêu cái con người điên đó hả? Đúng, con yêu cổ. Dù cho cổ có điên con cũng sẽ yêu cổ. Con sẽ chăm sóc cho cổ đến suốt cuộc đời này, không bao giờ thay đổi. Không dồn con vào chân tượng thì con đi cưới cái đứa điên đó sao? Con điên thật rồi. Bách, con đi đâu vậy? Bách. Tiếp tục theo dõi cho tôi, tìm xem người thân cô ta ở đâu. Chắc chắn là họ phải có liên lạc với nhau chứ. Cuối cùng thì cái màn kịch giả điên giả khùng này phải kết thúc đi. Mày đây hả Minh Thư? Xinh đẹp, giỏi giang,
có mọi thứ. Vậy mà cuối cùng không bằng một con điên. Tiền đồ rộng lớn ở Mỹ, mày lại bỏ về đây chỉ vì một người. Rồi cuối cùng tay không sao? Không, Minh Thư này không có được thì không ai được có. Bộ phim truyện Việt Nam Tình Yêu Dối Lừa, 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên THVNI.